Văn phòng kiểm tra hiện trường là một phần của trung tâm kiểm tra. Chúng tôi là một phòng thử nghiệm được công nhận chính thức. Đó là văn phòng chúng tôi kiểm tra xe. Cả hai chúng tôi đều có thể quản lý được và nếu cần, hãy lái xe vào bên trong. Trước hết, chúng tôi có trách nhiệm nhận bất kỳ yêu cầu hoặc đơn hàng nào về việc thử xe. Sau đó là về các khả năng thử nghiệm. Nhưng sau đó các bài kiểm tra tự vượt qua. Nếu vì bất kỳ lý do kỹ thuật nào họ không thể, thì nhiệm vụ của chúng ta là giải thích ba điều đó. Công việc của chúng tôi là năng động. Chúng tôi không bao giờ biết một ngày làm việc của mình sẽ kết thúc ở đâu và mấy giờ. Nó luôn luôn là một bất ngờ. Nó luôn luôn là một cái gì đó không thể đoán trước được. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ điển hình. Vâng, đây là một cái gì đó tiêu chuẩn, định kỳ xuất hiện. Chẳng hạn như các bài kiểm tra nghiên cứu. Các bài kiểm tra dấu vết phụ thuộc hoàn toàn vào trí tưởng tượng của nhà thiết kế đã gửi yêu cầu để xác định các tham số nhất định. Sau đó chúng tôi đến văn phòng thiết kế và kỹ thuật đặc biệt ECDO vào buổi sáng và chúng tôi có một nhiệm vụ dài hạn, cụ thể. Chúng tôi biết chính xác những gì chúng tôi sẽ làm và chúng tôi sẽ làm việc với phương tiện nào. Thỉnh thoảng, các nhiệm vụ đột xuất có thể phát sinh. Đôi khi làm lại một chiếc xe, chúng tôi được yêu cầu đo một thông số trong xưởng hoặc nói ngay xem thông số đó có tương ứng không. Đôi khi chúng tôi có thể làm việc song song với văn phòng kiểm tra bên. Sau đó, tất cả các nhiệm vụ được thực hiện trong phòng của họ hoặc trên một máy nổ hoặc chính tòa nhà nơi đặt khán đài, thiết bị của họ. Chúng tôi có rất nhiều khách ở đây. Trong chuyến thăm, có nhiều khách ngạc nhiên, đôi khi phản ứng rất xúc động với phương tiện vận chuyển của chúng tôi. Một số nhảy, hát, la hét hoặc ôm nó. Đôi khi các giáo sư, kỹ thuật viên đến gặp chúng tôi và họ bày tỏ cảm xúc theo cách kín đáo hơn, nhưng thật dễ dàng để nói rằng phương tiện giao thông đã gây ấn tượng với họ. Chà, công việc không thể là nam tính hay nữ để làm việc. Tôi cần phải phù hợp với công việc của mình, nó phù hợp với tôi.